Xin giới thiệu anh em, hôm nay là đầu xuân năm mới, là cắt chỉnh phôi cây hoa giấy. Phôi cây hoa giấy, phôi gốc rất là to. Đó. Hoa giấy đây là tím Huế. Đang nhặt hoa đâu nhỉ? Còn bông hoa nào? Đây bông hoa đây, tím Huế đây. Đấy. Đây cắt phôi chỉnh để đón xuân năm mới này cho nó bung lộc. Đấy. Đang nuôi cái thân này lên để đẹp không? Đây, đây đúng không? Có cái mắt thấp nhất. Mắt đây. Đây à? Đấy. Tiếp tay này. Tay này đâu đây? Đây à? Đúng rồi. Để cho ấy đúng không? Đây đi. Đúng rồi, chuẩn. Đây. Đâu? Đây à? Không, đây. Thấp thế. Đây về. Không có dây à? Có dây. Cắt đây. Xong thằng này cắt kéo xuống. Kéo xuống. Đây. Này đâu đây? Cái đây. Đây. Đây, kéo cong. Đấy. Cắt đây đi. Đây. Đây đi. Đây. Không. Đây. Cắt cái này đi. Đây. Đó, vít xuống này. Cắt đi. Đây. Này mắt này đánh ở đây. Cắt đi. Đây bỏ đi. Cái này. Cắt đi đây. Nghĩ một tí. Cắt đây. Cần gì phải nghĩ. Kinh nhỉ. Dã man. Đây. Ai da. Sao níu vít để cho hài hòa tay cận.
Đấy, giờ lấy dây ở đây để níu. Níu níu cho luôn à? đây thôi đi cắt cây khác tí nữa níu. Rồi, thế thôi, Đây là cắt đi. nghệ nhân Phan Văn Thu khai đào đầu xuân. Đâu anh cho cái ý tưởng làm kiểu gì anh phác họa cho tôi Bông bông bông. cái này.